Salut, chào mừng các bạn nha. Chào mừng đến với kênh Tiểu học Tiếng Pháp Cùng Tình. Hôm nay mình sẽ cùng nhau đếm từ số 1 tới số 100 bằng tiếng Pháp nha các bạn. Đây, giả bộ đeo kính, độ tri thức, đồ. Các bạn biết vì sao không? Tại vì tiếng Pháp của mình kiểu như mình yêu thích á, cho nên mình làm video trên YouTube với chơi chơi để cho nó không quên kiến thức đó. Trong cái từ thủ đô Paris có chữ E. Nhiều bạn không phát âm được, đôi khi mình cũng không phát âm được các bạn. Tại vì cái từ này nó chữ khờ ở trong á. Tại sao mình sử dụng như vậy? Tại vì ngay cái chữ số 0 đầu tiên nó đã bắt đầu bằng chữ zero, zero. Ví dụ mình cái từ Paris, mình cũng có thể nói là Paris, Paris, khờ, khờ. Đó là vấn đề của chữ e khờ. Tại vì ở trong tiếng Co-ho của mình á, là nó có chữ âm khờ rất là nhiều. Ví dụ từ ir, lir, nó sẽ khờ, nó rất là nhiều ở trong tiếng Co-ho của mình á, cho nên nó cũng đỡ được một phần. À, ví dụ cái từ hồi nãy từ số 0 đúng không, là từ zero, rồi còn số 1 thì chúng ta có thể nói là đơn giản thôi. Thay vì ở trong tiếng Việt của mình là ở trong tiếng Việt của mình là nhẹ bình thường a. Nhưng mà ở trong tiếng Pháp mình nâng cái giọng của mình lên kiểu như mũi mũi ở trong. Đó thành chữ số 1 của trong tiếng Pháp. Còn thứ hai, đứ, đứ, đứ. Và là đứ, chứ không phải là đơ, đơ nó là hoàn toàn tiếng tiếng Việt rồi. Nhưng mà mình nâng cái giọng của mình lên, đứ, đứ. Số 3, thoa, oa, oa, thoa, thoa, số 3, thoa. Cho nên là cái chữ R ở trong tiếng Pháp nó rất là quan trọng như vậy. Ha, trong mọi trường hợp, nó bị ngược ánh sáng hay sao mà tối gì? Ok, rồi, cái từ số 4 cũng có chữ R ở đó. Ví dụ, âm đầu tiên chúng ta đọc bình thường thôi là cat, cat, thoa. Cat, cat, cat. Cái từ số 5, sink, 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 sink. Có chữ q đằng sau, cho nên chúng ta bật ra sink, sink. Rồi số 6 y chang tiếng Anh, đó là từ six, six. Tại sao mình x? Tại vì ví dụ như mình nói cái từ là 6 giờ, à 6 giờ, 6 giờ là nói, à 5 giờ, 5 giờ. Rồi cái số 7 nó có chữ P, nhưng mà chữ P đó người ta không có đọc. Chúng ta sẽ nói là set, set. Chúng ta không có nói là sep, sep sai. Chúng ta vừa đọc là set, à set lúc 7 giờ. Rồi ví dụ mồi nhiều từ ở trong tiếng Pháp chữ H người ta không có đọc các bạn. Chữ H câm có nghĩa là asmue, tức là chữ H không có đọc. Ví dụ như ở ở cái số 8 thì người ta sẽ nói là uýt, 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 chứ người ta không có đọc là huýt, huýt. Không, người ta sẽ bỏ luôn cái chữ H. H đa phần là câm, nó không có phát âm ra. Rồi, uýt. Cái từ số 9, nơf, 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 nơf. Mặc dù là chữ F, nhưng mà khi mà mình bật hơi ra có cái cảm giác giống như là chữ V nó ra, chứ không phải là chữ F nữa các bạn. Chứ không phải là âm F nó ra, mà âm V, nơf, nơf. Số 10 y chang số 6, dis, dis, cách nhau chữ S và chữ D thôi. Đó là từ số 1 tới số 10 chúng ta cùng đọc lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số 11 tới số 16 là chúng ta phải học thuộc. Vì sao? Vì số 11 là ung. Chúng ta nâng cái mũi của mình, chúng ta không có đọc là on on mà chúng ta đọc un un
cái miệng mình ung ung giờ mũi nữa ung giờ kiểu như là không có bật hơi ra, kiểu như hơi nó bị nén lại ở trong đó các bạn. Ung giờ ung giờ z ong z ong z ong là không có được, chúng ta phải ung giờ ung giờ. Số 12, doze doze doze. Số 13, treize lại có chữ R nữa, treize treize. Số 14 là, hồi nãy là số 4 là quatre, vậy số 14 nó sẽ là quatorze 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 quatorze. Số 15, quinze quinze. Et voilà. Số 16, seize 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 seize. Số 17 thì chúng ta có số 10 rồi chúng ta nối với lại số 7 thôi thì nó sẽ ra 17, 18, 19. Rồi giữa số 17 thì chúng ta có dấu gạch. Rồi số 18 chúng ta cũng có dấu gạch, số 19 chúng ta cũng có dấu gạch. Số 20 chúng ta có là từ vọng, vọng. Rồi, vọng tê á, chúng ta có thêm chữ a, e vô. Vọng tê á, 20 và 1 thì nó sẽ ra là 21. Không có gạch nha các bạn. Tới số 22, 22, 22 thì chúng ta có gạch. 22, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. 30, lại có chữ R. 30, 30, 30, 31. 30 và 1. Rồi, 32, 33, 34, 35. Các bạn cứ thế mà nối. Với số 40 thì nó sẽ là 40, 40, 40. Các bạn chú ý cái số 4 là 4, số 14 là 14, số 40 là 40. Đó, 41, 40 và 1 thì nó sẽ ra 41. Ha. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Các bạn cứ thế mà nói. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Rồi, số 50. 50, 50. Hồi nãy là số 5 là 5. Bây giờ mình thêm từ con vô nếu nó thành 50. 50, 51. Rồi 51 thì cũng như vậy là 50 và 1. 51. Từ 52 tới 59 mình nói bình thường thôi. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50. Thấy đâu rồi? 59. No, no, no. Rồi, đúng rồi. 59, 59. Rồi 60 thì chúng ta có là hồi nay số 6 là 6, số 16 là 6, còn bây giờ là 60. 61, 60 và 1, 62, 63, 60. Tới đâu rồi? Đọc lộn. 64, 65, 66, 67, 69, 60. Tới đâu rồi? 69 là hết rồi đúng không? Rồi tới số 70. 70 thì chúng ta có là 70, tức là ta lấy số 60 cộng với số 10 thì nó sẽ ra số 70. 70. Vậy thì còn sau 71 thì làm sao? 71 thì chắc chắn nó chúng ta lấy số 60 cộng với lại số 11 nó sẽ ra 71. Các bạn chú ý là cái số 11 hồi nãy mình học là ung giờ. Vậy thì chúng ta lấy số 60 cộng với lại cái số 11 đó. Kinh dị thật. Đó là vấn đề của tiếng Pháp rất là khó như vậy. Rồi chúng ta đọc số 71 nhé. 71. Số 72 ta lấy số 60 cộng với số 12. 72. Số 73, số 60 cộng với số 13. Rồi 73. Số 74. 74. Số 75 cũng tương tự, ta lấy số 60 cộng với số 15. 75. Quên mất số 15 suy nghĩ các bạn. 75. 75.
Rồi số 76 thì chúng ta cũng tương tự lấy số 60 cộng với số 16 thì chúng ta sẽ ra số 76. 76. Hồi nãy số 17 là chúng ta có số 10 với số 7 nó ra là 17 đúng không? Reset vậy thì số 77 thì chúng ta 60 cộng với số 17 thôi. 60 17 60 18 60 19. Rồi số 80 thì ta lấy số 4 nhân với số 20. Số 4 hồi nãy chúng ta học là cat. Số 20 hồi nãy chúng ta học là vingt. Vậy thì chúng ta có là 80. 80 thì có nghĩa là 80, tức là ta lấy số 4 nhân với số 20 thì nó sẽ ra 80. Vậy số 81 thì nó như thế nào? Thì 81 thì cũng đơn giản thôi đúng không? Thì hồi nãy là số 4 cộng nhân với số 4 nhân với số 20 nó ra 80, vì thì ta cộng thêm 1 vô. Hồi nãy số 21 học chưa? Học rồi thì tại Vatia đúng không? Vậy thì ta lấy số 4 nhân với số 20 cộng với 1. 80 tia 82 83 84 85 86 87 88 89 tới số 90. 90 thì ta lấy số gì nhân với số gì? Kinh dị, tiếng Pháp kinh dị không? 90 đúng không? 90 80. Vậy số 91 thì làm sao? Số 91 thì ta lấy số 4 nhân với số 20 nó ra 80, cộng với số 11 thì nó ra 91. Rồi từ từ nha các bạn, bị rối rồi đó. 91 92 92. Ta lấy số 80 cộng với số 12 thì nó ra 90. 80 hồi nãy là 4 nhân 20 cộng với lại 12 thì nó sẽ ra 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 tương tự. Rồi chúng ta cùng đọc từ số 90 tới số 99 thử nha. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Đúng rồi, 99. Rồi, cái số 100 là son. 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 C-E-N-T. Son. Son. 200 thì chúng ta nói là 200. 300. 400. 500. 500. 600. 700. 800. 900. Về số nghìn thì chúng ta có là 1000. 1000. 2000, 3000, bla 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 mil. Rồi cái số đó là số nghìn là mil đúng không? Vậy cái số triệu thì nó sẽ là million, giống tiếng Anh. Million, million, million. Rồi đó là cái số triệu, số tỷ thì nó sẽ là milia, 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 1 milia, 2 milia, 2 milia. Đó là mình giới thiệu cho các bạn từ số 1 tới số 100 và thêm bonus cho các bạn số trăm, số gì nữa, số nghìn, mil, số triệu, million, số tỷ, billion và còn số vạn tỷ gì đó nữa thì mình chưa có tìm hiểu. Au revoir, vậy thôi nha các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tuyên. Hôm nay mình và bộ đeo kính á, chứ thực ra đâu kính đâu, lên video đó các bạn mới đeo kính đó. Cắm tai nghe vô để cho nó truyền âm thanh nó rõ hơn, tại vì cái điện thoại nó xa, mình cắm cái tai nghe vô nói vậy thôi. Au revoir, à la prochaine fois. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Au revoir, nhớ đăng ký kênh của mình nghe chưa. Au revoir.